Xin chào quý vị các bạn, trên hình các bạn thể thấy đề Nokia X7 với tên mã là TA1131 đang có mặt tại sidoc.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên Nokia X7 TA1131 cần một địa chỉ thay mới, khắc phục nhanh các lỗi sự cố liên quan phần cứng, phần mềm trên Nokia X7, quý vị các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ của sidoc.vn hoặc liên hệ 024 66 70 099, kỹ thuật viên từ sidoc.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Các lỗi phần cứng cơ bản trên Nokia X7 như hỏng màn hình, hỏng loa, hỏng mic, rung chuông, chân sạc, chết màn hình, camera máy ảnh, main, khay sim, chân sạc trên Nokia X7 đều có sẵn linh kiện thay mới nhanh, chính xác tại sidoc.vn. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới, sửa chữa điện thoại Nokia X7 TA1131, quý các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ của sidoc.vn hoặc liên hệ 024 66 70 099. Cảm ơn quý các bạn.